Rồi, chào mọi người. Thì giống như một cái video, mình có một cái video clip giới thiệu về cái máy phun sơn hãng Totan. Đây, cái máy phun sơn hãng Totan này mọi người. Đấy, thì có một số người có gửi câu hỏi tới cho mình là bảo như thế nào thì gọi là như thế nào thì có thể sơn được, pha sơn như thế nào thì có thể sơn được. Thì cái video clip trước thì mình có nói là sơn cái này là sơn sơn đặc là không có nổi ha. Tại vì cái lực cái khí lực áp suất của cái khí nó rất là nhẹ, nó không có mạnh giống như là máy phun sơn bình thường có dùng khí riêng. Máy này nó cái lực phun của nó nhẹ, cái áp lực nó nhẹ, đâm ra nó không có sơn đặc tốt được, nên chúng ta cần phải pha loãng. Thì hôm nay mình cái video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết là loãng như thế nào thì được. Thì trong một thời gian sử dụng mình có để ý thì hôm nay mình sẽ pha sơn các bạn, để cho mọi người biết được cái độ loãng ha. Đấy, mọi người thấy khi 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 chúng ta đó như thế này là vẫn 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 còn đặc nhé mọi người. Đấy, nó bị chảy, nó chảy như thế này là vẫn cho là đặc này mọi người này, thấy không? Đó. Khi nào mà chúng ta pha mà đến mức độ mà chúng ta nhấc cái cây này lên như thế này mà nó không có chảy chảy từng dòng nữa, mà nó thành thành từng giọt luôn đó, thì lúc đấy là nó mới gọi là loãng. Đấy, thấy không? Đấy là nó đứt giọt như thế này để sáng nay đoán mọi người nhé. Đấy. Đấy, như thế này là vẫn còn cho nó hơi đặc một chút xíu ấy, vẫn còn gọi là đặc đấy. Đấy, đầy. Đấy, à, bây giờ sơn của chúng ta nó sẽ không có chảy dòng đấy, mà nó sẽ đấy, nó sẽ đứt giọt như thế này rất là nhanh. Thì như vậy thì có nghĩa là được rồi đấy mọi người nha, như vậy là loãng rồi đấy. Đây, nó không có còn chảy dòng nữa, đó, nó không có chảy dòng nữa. Hồi nãy là chúng ta nó sẽ thành từng dòng một dòng rất là dài đúng không? Các bạn coi cái phần sơn chảy xuống ấy. Đấy, là nó sẽ đấy, là nó sẽ từng giọt như này, thì lúc đấy là chúng ta sơn của chúng ta đủ loãng rồi ha. Thì đấy là cách pha sơn để dùng cho cái máy sơn Totan 400W này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sơn thử cho mọi người thấy ha.